Ít nhất 13 người chết và 4 người mất tích trong trận lở đất lũ quét ở tỉnh Khánh Hòa. Sáng hôm 18 tháng 11, theo hãng tin AP, một người dân địa phương nói với VOA rằng đa phần nạn nhân là người nghèo, sống trong khu nhà tạm do nhà của họ đã bị chính quyền giải tỏa trước đó. Hôm 18 tháng 11, báo Thanh Niên dẫn lời của Ủy ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa cho biết, phần lớn các gia đình có người tử nạn đều là những gia đình quá nghèo, nhà của họ bị giải tỏa để mở rộng đường hoặc bị giải tỏa từ các dự án phát triển đô thị. Từ Nha Trang, ông Trần Nguyễn Thanh Nghiêm nói với VOA. Người ta ở gần chỗ mà núi anh à, xây tạm người ta ở, không có phép á. Lần này là mưa lớn quá, rồi nên cái lượng nước nó nhiều quá, nó đè cái nhà sập thì nó chết. Tại điểm sạt lở xã Phước Đồng, nhiều nhà dân giờ chỉ còn đống đổ nát tan hoang. Đây là nơi chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất do vụ sạt lở núi với 6 người chết, 1 người bị thương, 4 người mất tích. Theo VN Express, truyền thông trong nước nói, chính quyền địa phương đã phải huy động cả quân đội đến để đào bới những khu vực bị lở đất để tìm kiếm các nạn nhân và dọn dẹp đường lộ. Tuy vậy, ông Thanh Nghiêm nói rằng việc cứu hộ của chính quyền thì rất chậm chạp nên người dân không thể mong chờ vào nhà nước. Bây giờ là người dân mới tự lo trước, còn chính quyền là chậm lắm. Tức là cái đó là người ta ở trái phép đó. Chứ có là những nhà thiện nguyện vận động để giúp thôi chứ không có trông chờ vào nhà nước được. Trong thời gian qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện các lo ngại về vấn đề quy hoạch và phát triển đô thị ở Khánh Hòa. Trong bài viết trên Facebook hôm 19 tháng 11 có tựa đề "Đừng đổ tại thiên nhiên", nhà báo độc lập Nguyễn Lân Thắng nhấn mạnh ông từng cảnh báo về sự yếu kém trong quy hoạch và phát triển đô thị ở Khánh Hòa. Một blogger tên Lưu Xuyên Phong viết: "Tôi ở Nha Trang mà hàng ngày còn phải kinh ngạc trước sự tàn phá thiên nhiên để lấy đất làm dự án của thành phố, lấp đầm, san đìa, phá núi, lấp biển, tàn phá môi sinh không biết bao nhiêu mà kể, cuối cùng cũng chỉ để thỏa mãn lòng tham của quan chức."